Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong video mới nhất của mình. Thì mình phải đứng gần nhau, thì mình nói chuyện, mình tương tác với nhau, thì mình mới nghe được cái tiếng âm thanh của nhau. Và bật mic thì quý thầy cô thấy là ở dưới màn hình này mình cũng sẽ có biểu tượng về mic, cũng có biểu tượng về camera để mình có thể bật và mình tương tác. Dạ, dạ rồi. Và để cho mình có một cái hình ảnh cũng như là âm thanh trải nghiệm của mình tốt nhất, thì cái này chắc là em sẽ xin phép nhờ quý thầy cô mình có thể kết nối đường truyền mạng ổn định. Thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho mình thấy về phần hình ảnh cũng như là âm thanh và cái trải nghiệm trên nền tảng mình nó được trọn vẹn và nó tốt nhất. Dạ. Ngoài ra thì khi mình vào nền tảng thì có một cái điều quan trọng nữa mà em rất là muốn, em muốn thông tin kỹ cái phần này, đó chính là cái cách mình thay đổi tên của mình khi mình vào nền tảng. Thì làm sao để mình có thể thay đổi tên của mình hoặc là mình thay đổi cái thông tin của mình khi mình vào nền tảng? Thì ở đây quý thầy cô sẽ thấy là em đang đứng ở một sân khấu đi, em chỉ cần click vào cái biểu tượng avatar của em. Dạ, thì khi mà quý thầy cô click vào biểu tượng avatar của mình á, thì quý thầy cô sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện một cái biểu tượng cây bút. Dạ, thì quý thầy cô chỉ cần click vào biểu tượng cây bút này thôi. Dạ đây, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra một cái bảng personal setting, tức là cái bảng cài đặt thông tin cá nhân. Dạ, thì ở đây cái phần tên nè, tức là cái phần tên của mình có thể đổi lại thành tên thật của mình, hoặc là cái profile, tức là một vài cái thông tin thì quý thầy cô cũng sẽ có thể đổi lại thêm một vài cái thông tin của mình, ví dụ như là cái thông tin về trường của mình hoặc là huyện của mình. Dạ, thì cái này mình cũng có thể cập nhật thêm cái thông tin của mình ở mục này. Thì sau khi quý thầy cô cập nhật rồi thì mình sẽ bấm save lại ở đây để mình bấm lưu lại, mình bấm lưu lại cái thông tin mình đã cài đặt. Dạ, ngoài ra thì có một cái phần cài đặt nữa mà em muốn thông tin thêm, đó chính là cái mục về camera và audio. Dạ, thì ở đây quý thầy cô sẽ click chọn về cài đặt máy ảnh và âm thanh ở đây. Dạ, dạ rồi, ở đây thì quý thầy cô giúp em là về phần camera, nó sẽ có 3 chức năng. Chức năng đầu tiên là chức năng tự nhiên nhất, tức là ở phía sau mình nó không có một cái hiệu ứng gì cả, nó không hề có cái hiệu ứng gì hết. Chức năng số 2 là chức năng blur effect, tức là chức năng nó cũng có làm ví dụ như em chọn blur effect đi. Dạ đây, thì cái phía sau của em, quý thầy cô sẽ thấy là nó hơi mờ mờ, tại vì hiện tại cái background của em nó màu trắng nên là sẽ không có rõ, nhưng mà để mà bắt đầu nó sẽ cái background của mình hơi mờ mờ. Dạ. Hoặc là còn một chức năng nữa là gray screen, tức là cái màn hình của mình phía sau, cái background phía sau nó màu xám. Thì khi quý thầy cô chọn vào đây sẽ đổi cái phần phía sau thành màu xám luôn. Dạ, nhưng mà trong quá trình tham gia thì em khuyến khích là mình sẽ chọn chế độ camera đầu tiên, tức là chế độ tự nhiên nhất, để nó giữ cho cái phần hình ảnh của mình nó được rõ nhất, nó được sắc nét nhất khi mình kết nối, mình tương tác với nhau. Dạ rồi, bây giờ thì chắc là khi mà mình đã cài đặt xong và mình chọn xong á, thì quý thầy cô giúp em là mình sẽ bấm chữ save, chữ lưu lại ở đây để mình lưu lại toàn bộ những cái cài đặt của mình. Dạ rồi. Dạ, thì mình sẽ lưu lại cái toàn bộ cái phần cài đặt này của mình. Thì đây là một vài cái tính năng khi mà mình sử dụng. Em xin lưu ý lại một cái nội dung rất là quan trọng là khi mà mình sử dụng trên cái nền tảng của mình á, thì mình sẽ giúp em là trước khi mình vào á, mình kiểm tra lại là mình đã cấp quyền cho camera và âm thanh hình ảnh của mình chưa. Thì quý thầy cô kiểm tra giúp em là ở cái mục hàng ngang, thanh hàng ngang ở trên cùng này, quý thầy cô click vào biểu tượng ổ khóa để mình thay đổi. Dạ, thì ở đây nó sẽ hiển thị ra những cái tính năng là cái ổ khóa màu đen ở bên cạnh ở trên cùng á. Dạ, ở cả điện thoại lẫn máy tính đều sẽ có cái biểu tượng này hết. Dạ, thì quý thầy cô giúp em là mình sẽ chọn cấp quyền bật hết cho tất cả các tính năng về camera, về microphone, về notification là về thông báo, về sound là về âm thanh, thì mình chọn bật cấp quyền hết cho tất cả những cái tính năng này. Dạ, để khi mà mình tham gia thì mình sẽ nghe rõ hết tất cả những cái âm thanh và hình ảnh. Dạ rồi, thì cái này là một số cái thao tác nó cơ bản
để mình có thể thao tác và sử dụng ở trên nền tảng của mình để mình tham gia những cái hoạt động mình tham gia những cái hoạt động của chương trình do CDM tổ chức. Dạ, em không biết là từ nãy đến giờ thì có phần nào em trao đổi nó bị nhanh quá không ạ? Em quý thầy cô cũng có thể nhắn tin hoặc là bật mic trực tiếp để em có thể nói lại cái phần đó, để mà quý thầy em có thể hướng dẫn hoặc là nói lại cái nội dung đó để nó được rõ hơn. Dạ. Dạ, quý thầy cô ơi, không biết là có phần nào em nói nhanh quá không ạ? Hay là quý thầy cô có phần nào? Dạ, cô Giang ơi, không biết là chắc là em sẽ nhờ cô Giang có thể reload lại hoặc là mình click chọn vào cái biểu tượng ổ khóa ở trên cùng nãy à? Để mình bật cấp quyền. Dạ, thì trong cái buổi tối ngày hôm nay cũng thật sự là rất là cảm ơn quý thầy cô đã dành một cái buổi tối rất là quý như vậy để mình tham gia cái buổi tập huấn này. Và em cũng rất là hy vọng là trong cái buổi tối này em sẽ hướng dẫn thật là kỹ những cái thao tác để mình có thể sử dụng, mình di chuyển trên nền tảng. Dạ, ngoài ra thì em chắc là nếu mà mình đã nắm kỹ những cái phần từ nãy rồi thì chắc là em xin phép được tiếp tục cái phần tập huấn trong buổi tối ngày hôm nay. Dạ. Dạ thì ở đây em xin phép là share màn hình lại nha. Dạ. Dạ rồi, dạ chắc là quý thầy cô không, em không biết là hiện tại quý thầy cô vẫn nghe rõ âm thanh của em đúng không ạ? Dạ, nếu mà mình có cái nội dung nào mình cần em trao đổi lại thì quý thầy cô cứ bật mic lên để mình kết nối với em, hoặc là mình nhắn tin để em có thể trao đổi lại, em nói lại cái nội dung đó nó kỹ hơn. Dạ, thì ở đây với chương trình của mình thì mình sẽ có 6 tầng chính. Hiện tại mình đang đứng ở khu vực sân khấu của tầng 1. Dạ, thì quý thầy cô cũng sẽ thấy là bên cái góc bên trái của màn hình của mình nó sẽ có một cái thanh đánh dấu từ 1 tới 6, tương ứng với lại 6 tầng của chương trình do CDM tổ chức. Thì hiện tại mình đang ở tầng 1 là tầng hướng nghiệp cùng với chuyên gia. Tầng số 2 là tầng các bạn học sinh sẽ được gặp gỡ mentor, tức là các bạn sinh viên ưu tú và xuất sắc đến từ nhiều ngành nghề của nhiều trường. Tầng số 3 là tầng số 3, số 4, số 5 là các đơn vị về trường đại học cao đẳng và các trung tâm du học. Và tầng số 6 là tầng công viên giải trí. Dạ, thì để di chuyển trên những cái tầng này thì rất là đơn giản, quý thầy cô chỉ cần click chuột vào cái con số bất kỳ thôi. Nó giống như là một cái thang máy vậy đó. Khi mình bấm vào tầng nào thì ngay lập tức nó sẽ chuyển mình đến cái không gian của tầng đó. Dạ. Dạ, thầy Đời ơi, chắc là để bật cam á thì mình sẽ có cái biểu tượng là meeting camera, là biểu tượng ba con người. Thì hiện tại là em đang cài đặt biểu tượng này ở trên khu vực sân khấu. Dạ đây, ở khu vực sân khấu này thì chắc là em xin phép nhờ thầy Đời có thể click ba con người để có cái biểu tượng camera. Biểu tượng camera là cái biểu tượng kế bên cái biểu tượng micro của mình nha. Dạ. Và để cấp quyền cho bật camera thì mình sẽ chọn cái mục ổ khóa trên đây và mình chọn cấp quyền, mình bật ở đây để cho nó cho phép mình sử dụng camera. Dạ. Dạ thì chắc là em sẽ nhờ thầy Đời có thể lại gần khu vực sân khấu, mình bấm vô cái biểu tượng ba con người thử, mình kết nối thử để mình có thể bật thao tác về camera thử nha. Dạ. Là quý thầy cô. Dạ, em thấy là có quý thầy cô đang bật camera này nhưng mà nó không có hiển thị cái phần camera của mình, thì chắc là em sẽ nhờ quý thầy cô bấm chỉnh lại cái kết nối cấp quyền camera của mình thử. Dạ. Dạ, em đã thấy tín hiệu camera từ thầy Đời rồi ạ. Dạ. Dạ, em chào thầy. Dạ, em chào quý thầy cô. Cảm ơn em. Dạ. Dạ thì hiện tại giống như là quý thầy cô vừa đang tương tác thử cái phần camera này. Dạ thôi, bây giờ em thấy cái phần này nó cũng quan trọng nên là chắc là nhờ quý thầy cô có thể kết nối và mình bật cái phần camera thử. Dạ em chào thầy. Dạ thì chắc là bây giờ quý thầy cô cũng có thể tương tác thử và mình bật camera, bật micro thử để mình có thể test thử, kiểm tra thử cái phần kỹ thuật này để em hỗ trợ cho quý thầy cô cái phần này luôn. Dạ. Dạ thì không biết là hiện tại mình. Dạ, dạ em chào thầy ạ. Dạ em chào quý thầy cô. Dạ. Dạ rồi, thì hiện tại em đang chỉnh cái chế độ camera của mình là toàn khu vực, nên là quý thầy cô sẽ thấy là để kiểm tra được là mình đã kết nối được với biểu tượng ba con người hay chưa, thì quý thầy cô để ý giúp em là khi mình click vào biểu tượng ba con người á thì mình sẽ thấy là nó sẽ có một cái sợi dây màu đen nó kết nối. Ví dụ như em đã kết nối rồi thì nó sẽ có một cái sợi dây màu đen như vậy.
thì đây là cái sợi dây nó thể hiện được là mình đã kết nối được cái biểu tượng con người này rồi. Và hiện tại em thấy khu vực sân khấu là quý thầy cô đang đứng rất là đông, cho nên là nó sẽ nó hơi trắng cái phần quý thầy cô khác một chút, cho nên là chắc em xin phép là mời quý thầy cô mình sẽ di chuyển xích xuống dưới cái khu vực sân khấu chút xíu, dạ, để mình chừa một chút cái không gian để cho những quý thầy cô khác mình có thể vào kết nối với biểu tượng ba con người này, dạ. Dạ, hiện tại thì em đang bật cái chế độ kết nối là toàn khu vực á, toàn cái nền tảng của mình ở tầng 1, nên là em nhận thầy cô có thể kéo cái sợi dây nó xa xa ra tí xíu, mình di chuyển ra xa tí xíu, dạ, để mình chừa cái không gian nó rộng hơn để cho cái nền tảng của mình sẽ có một cái trải nghiệm hoạt động nó tốt nhất. Dạ, dạ rồi, có một cái lưu ý rất là quan trọng, em xin được hướng dẫn lại cái phần này để cho quý thầy cô có thể, tại vì đây là một cái nội dung rất là quan trọng, là khi mà quý thầy cô truy cập vào cái nền tảng của mình thì quý thầy cô giúp em là kiểm tra xem là mình đã cấp quyền chưa, cấp quyền cho micro, cho camera và cho những cái thông báo chưa, thì mình sẽ kiểm tra bằng cách là ở trên thanh trên cùng màn hình của mình á, mình sẽ thấy có một cái biểu tượng ổ khóa màu đen, thì quý thầy cô giúp em là mình click vào biểu tượng ổ khóa này thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra các tính năng về máy ảnh, về micro, về thông báo và về âm thanh. Dạ, thì em xin phép là giờ quý thầy cô click lại và mình bật cấp quyền hết cho tất cả những tính năng này. Cái này rất là quan trọng, tại vì mình phải cấp quyền hết thì trong quá trình mình tham gia thì mình mới có những cái trải nghiệm nó đầy đủ nhất về âm thanh, về hình ảnh trên những nền tảng. Nên là cái này là một cái thông tin cực kỳ quan trọng mà em xin phép nhờ quý thầy cô mình sẽ kiểm tra lại và mình bật cấp quyền hết cho tất cả những cái tính năng này. Dạ, ngoài ra thì khi mình vào nền tảng á, để di chuyển thì mình sẽ có những cái cách như là mình có thể click chuột đến vị trí mình muốn di chuyển. Ví dụ như em đang đứng ở đây thì em muốn di chuyển xuống khu vực này, thì em chỉ cần click chuột xuống đây thì ngay lập tức nó sẽ chuyển em xuống khu vực đó. Hoặc mình cũng có thể nhấn giữ vào cái avatar của mình để mình kéo như vậy. Dạ, thì đây cũng là một cách để mình di chuyển. Ngoài ra thì mình cũng sẽ có biểu tượng minimap ở bên thanh bên dưới ngang cái màn hình của mình á. Thì khi mình click vào cái biểu tượng minimap này á, thì đây nó sẽ, thứ nhất là cái minimap này nó có tính năng gì, nó sẽ cho mình ngoài cái việc là mình biết được có bao nhiêu cái khu vực tại cái tầng của mình đang đứng. Thứ hai là nó sẽ cho mình biết là cái vị trí mình đang đứng ở đâu. Ví dụ như nó đang định vị em đứng ở khu vực sân khấu đây. Và nếu như mình muốn di chuyển đến một cái khu vực bất kỳ thì mình chỉ cần kéo thả đến khu vực đó thôi. Ví dụ như em muốn di chuyển đến cái khu vực là khu vực tham vấn này đi, em chỉ cần kéo thả đến đây thôi và em click chuột vào đây thì ngay lập tức nó sẽ chuyển em đến cái khu vực đó cũng rất là nhanh chóng. Thì đây là một trong ba cách mà em muốn giới thiệu với quý thầy cô để mình cũng có thể thử, mình thao tác thử về cách di chuyển này. Và để đổi cái thông tin về cái thông tin cá nhân của mình thì mình sẽ click vào biểu tượng avatar của mình thì nó sẽ hiển thị ra một cái cây bút ở đây. Và mình chỉ cần click vào cái bút này thôi thì nó sẽ hiển thị ra một cái bảng cài đặt thông tin cá nhân. Thì quý thầy cô có thể đổi tên lại ở đây, hoặc là profile thì mình đổi, mình có thể cập nhật thêm một vài cái thông tin của mình, ví dụ như là trường rồi huyện của mình, dạ, ví dụ như vậy. Thì sau khi mình thay đổi xong thì mình có thể bấm save lại ở đây, tức là mình bấm lưu lại cái phần thông tin của mình. Và mình cũng có thể cài đặt camera ở đây. Dạ, thì ở đây nó có 3 chế độ camera, là chế độ đầu tiên là chế độ bình thường, như em đang cài chế độ bình thường. Chế độ số 2 là chế độ blur, tức là chế độ cái hiệu ứng làm mờ. Dạ, đó, ví dụ như em đang làm mờ như vậy. Hoặc là hiệu ứng số 3 là hiệu ứng mà làm cái màn hình nó, cái background phía sau nó màu xám. Dạ, nhưng mà chắc là em sẽ khuyến khích quý thầy cô sử dụng chế độ đầu tiên để cái phần hình ảnh của mình nó được rõ nét nhất, để cho mình có những cái trải nghiệm hình ảnh nó cũng được tốt nhất trong quá trình mình tham gia xuyên suốt chương trình. Dạ, thì sau khi mình cài đặt xong thì mình cũng sẽ bấm ở đây, mình bấm save, mình bấm lưu lại cái chỗ này. Dạ, dạ rồi, thì cái này là một trong những cái thao tác cơ bản để mình sử dụng ở trên nền tảng. Dạ, giống như hiện tại em thấy đang có bạn Thuận nè, Thuận đang nhắn một cái đoạn tin nhắn, thì cái phần để nhắn tin với nhau thì cũng giống như là mình chat vậy đó. Thì cái thầy cô sẽ click vô biểu tượng tin nhắn ở trên cùng này thì mình cũng sẽ gõ những cái tin nhắn rồi mình bấm gửi ở đây. Dạ,
thì ngay lập tức mình sẽ, tất cả mọi người sẽ nhận được tin nhắn. Để gửi riêng thì mình cũng có thể bấm A còng và mình tag tên riêng một người nào đó đi, ví dụ như là em tag tên của cô Ngọc Như, ví dụ như vậy. Dạ, và em gọi chữ xin chào. Dạ, thì ngay lập tức là chỉ có cô Ngọc Như nhận được cái thông tin này thôi. Dạ, và trong xuyên suốt quá trình quý thầy cô tham gia, thì khi mà quý thầy cô cần sự hỗ trợ kỹ thuật bất kỳ lúc nào, thì quý thầy cô chỉ cần bấm chữ SOS và mình bấm gửi thôi, thì ngay lập tức là đội ngũ kỹ thuật sẽ đến và hỗ trợ ngay cho quý thầy cô. Dạ, để mình có một cái trải nghiệm tham gia cái nền tảng của mình được tốt nhất. Dạ, dạ rồi, mình bấm SOS thì mình sẽ ngay lập tức được nhận hỗ trợ ngay từ ban tổ chức chương trình. Dạ, thì em không biết là những cái nội dung trên đây là một trong những cái nội dung quan trọng và những cái thao tác di chuyển trên nền tảng của mình. Dạ, thì chắc là em không biết là hiện tại có quý thầy cô mình cần trao đổi thêm với em về cái nội dung nào mà để em trao đổi lại, hoặc là em nói kỹ hơn cái phần đó à. Dạ, thì quý thầy cô có thể nhắn tin ở một chat, hoặc là mình bật mic luôn để mình tương tác trực tiếp tại cái nền tảng của mình luôn ạ. Dạ. Dạ rồi, và nếu như quý thầy cô nào mình chưa có cần trao đổi thêm, thì chắc là bây giờ em sẽ chuyển qua một cái nội dung nó quan trọng về một vài cái thông tin mình cần lưu ý cho cái chương trình của mình trong cái ngày diễn ra trong tuần này. Dạ, thì chắc là em xin phép kết nối với lại chị Tuyến sẽ chia sẻ kỹ hơn về một số cái nội dung chương trình diễn ra để mình có thể thông tin kỹ cái phần này với các bạn học sinh ạ. Dạ. Vì vậy nên vừa rồi em cũng có nghiên cứu, bên em cũng có tính là sẽ sử dụng cái nền tảng này được gọi là vũ trụ ảo. Thì như các thầy cô đã thấy á, nãy giờ về thao tác thì nó cũng không quá khó khăn. Và nó nghĩa là về cái thao tác mà chỉ là mình di chuyển, thì em nghĩ là chúng ta đều có thể thực hiện rất là dễ dàng. Hoặc là một thêm một cái động tác là chúng ta nhấp vào cái biểu tượng ba người thôi, thì nó cũng sẽ dễ dàng hơn, cho dễ dàng để mà tham gia vào một cuộc meeting. Và nó cũng có hơi bị lag một xíu đúng không ạ? Lý do là thực sự hôm nay thì lúc đầu bên em cũng chuẩn bị cái nền tảng này, em nghĩ là đại diện của các trường khoảng tối đa khoảng 100 thầy cô, nhưng mà sau đó thì thấy là lên được 300, nên là em cũng đang kêu bộ phận kỹ thuật tăng thêm băng thông liền. Tại vì mình cái tương tác này thì nó đương nhiên là tốn nhiều dung lượng hơn là Zoom hay là những cái khác, nên nó sẽ có cái băng thông phải phù hợp. Dạ, và như vậy thì em xin nói tiếp là như vậy tại sao mình lại xài cái nền tảng này, sao mà tại xong sau mình không xài như Zoom cho nó gọi là nó quen thuộc và nó cũng dễ sử dụng cho mọi người. Thì như lúc nãy em nói ha, Zoom nó cũng có cái hay nhưng mà nó cũng có cái hạn chế. Còn cái nền tảng khi mình sử dụng nền tảng Office này, thì bên em muốn là không phải các bạn vào các bạn chỉ nghe nghe ở sân khấu này, nghe từ buổi chiều, nghe từ 1 giờ đến 5 giờ xong các bạn tắt máy, các bạn đi, các bạn nghỉ. Mà ở đây mình thấy là mình muốn tổ chức chương trình này để giúp các bạn học sinh, các bạn đang cần, thực sự là cần được hướng nghiệp. Như vậy hướng nghiệp là cần gì ạ? Đương nhiên là vẫn cần có những cái diễn giả chia sẻ trên sân khấu mà để mà tạo động lực cho các bạn, cũng như là giải đáp một số thắc mắc liên quan đến vấn đề hướng nghiệp chung. Nhưng mà các bạn cũng cần được làm những cái, được tìm hiểu bản thân mình như làm các bài trắc nghiệm. Các bạn cũng cần là có những cái sự trao đổi một một. Có rất là nhiều bạn trong quá trình hướng nghiệp em đã gặp, đó là các bạn cũng không muốn là nhát, không muốn là cái câu hỏi của mình được hỏi lên sân khấu. Hoặc là bạn nói là em hỏi xong một câu, em đợi mãi mới được trả lời. Nhưng mà em còn rất là nhiều câu nhưng mà em cũng không dám hỏi tiếp vì là phải đợi các bạn khác hỏi. Như vậy thì cái nhu cầu đó là các nhu cầu các bạn cần cái sự trao đổi, dùng từ là một một, và có thể là nó nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề, và cả những cái vấn đề mà các bạn không công khai tất cả trước mặt mọi người. Vậy như vậy thì bên em gọi đó là nhu cầu gọi là tham vấn một một với lại hướng nghiệp viên. Vậy thì mình cũng sẽ thiết kế cái phần đó. Rồi em thấy là cái nhu cầu nữa là các bạn cũng muốn gặp các sinh viên, các anh chị sinh viên đã đi học hoặc là các người đã đi làm trong cái lĩnh vực các bạn đang quan tâm, để các bạn hỏi là cái ngành đó học cái gì.